Thay vì phải nghỉ làm để tham gia các lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy tổ chức vào giờ hành chính, người dân tại thủ đô sẽ được hướng dẫn phòng ngừa hỏa hoạn ngay tại căn hộ của mình vào thời điểm phù hợp hơn. Chương trình này do Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội thí điểm tại các chung cư. Vào các buổi tối hàng tuần, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội sẽ hướng dẫn người dân cách phòng ngừa, cách thoát nạn an toàn theo đặc điểm riêng từng căn hộ. Ngoài ra, không phải người nào cũng biết báo cháy hay sử dụng bình cứu hỏa thế nào cho đúng. Những kiến thức này đều được các cán bộ chiến sĩ trao đổi và hướng dẫn cụ thể. Chương trình này đang thí điểm tại một số chung cư như Time City, Royal City hay Indochina. Trong thời gian tới, có thể sẽ được mở rộng ra các khu vực khác. Trước đó, các lớp tập huấn tại nhiều khu dân cư thường được tổ chức trong giờ hành chính, có rất ít người tham gia. Những người này chủ yếu là người già, người giúp việc và trẻ nhỏ nên hiệu quả không cao.